Đạp lấy tiền là sau này mày không kiếm được tiền đâu. Thật á? Thật. Cha đạp lấy đồng tiền dù mấy nghìn cũng được cho đạp. Cúi xuống mạnh vào. À, cúi xuống mà cúi mông chổng cao lên. Tình cảnh đến chụp ảnh sao thấy cảm thấy thế nào khi được chứng kiến được cái kiệt tác à, hay cảm thấy thế nào khi mà nhìn thấy được cái ấy của bình thường thì nó là kỳ quan thứ 8 rồi, bây giờ thành kỳ quan thứ 9. Chọc mù mắt Tân đi, hãy chọc mù mắt Tân đi nào. Chọc mù mắt tôi đi, tôi nói rồi, hãy chọc mù.